Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu làm khách trước Australia tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Những bài tập thể lực quen thuộc được huấn luyện viên thể lực Park Seong-gun tiếp tục sử dụng để giúp các cầu thủ lấy lại điểm rơi về thể lực, và những bài tập phối hợp nhóm nhỏ cũng được trợ lý Lee Jung-jin sử dụng. Trong buổi tập ngày hôm nay, huấn luyện viên trưởng Park Seong-gun dành nhiều thời gian để làm việc cùng với một số tân binh như Văn Đại hay những cầu thủ thời gian dài chưa làm việc cùng huấn luyện viên người Hàn Quốc như Đức Chiến. Với sự thiếu vắng tiền đạo Tiến Linh thì hàng công đội tuyển Việt Nam trận đấu sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Công Phượng. Và cầu thủ người Nghệ An quyết tâm tạo ra những món quà đầu năm mới cho cổ động viên Việt Nam, đặc biệt là trận đấu trên sân nhà trước Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Đó là một trận đấu rất là đặc biệt. Và đối thủ của chúng ta là đội Trung Quốc thì Phượng cũng như toàn đội cũng đang nỗ lực phấn đấu để làm những điều tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam cũng là người hâm mộ nước nhà. Được chơi giữa cổ động viên nước nhà thì đấy là một điều rất là vinh dự, cũng như là bởi vì thời bây giờ thì Covid cũng đang còn, thì đó cũng là động lực của Phượng cũng như là toàn đội, và đội sẽ nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho đội tuyển cũng như bóng đá Việt Nam và cổ động viên có một trận đấu và có một kết quả tốt. Và dự kiến trong ngày mai, danh sách 23 cầu thủ được đăng ký cho trận đấu với Australia sẽ được công bố. Nhóm cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài vào lúc 16 giờ ngày 21 tháng 1, sau đó tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 21 giờ ngày 21 tháng 1. Toàn đội sẽ tiếp tục bay từ thành phố Hồ Chí Minh sang Melbourne, Australia. Chuyến bay của đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng đồng hồ. Toàn đội sẽ có mặt tại nơi đóng quân lúc 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tức là 9 giờ theo giờ Australia. Tổng thời gian đội tuyển Việt Nam di chuyển cho chuyến làm khách này kéo dài khoảng 13 tiếng đồng hồ. Thời gian trên chưa kể với việc chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Australia sẽ là 4 tiếng. 7 ngày trên đất Australia, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu quan trọng vào đầu năm 2022.